Vườn Sứ Quang Vinh xin kính chào các cô chú mấy anh chị nha. Hôm nay mình giới thiệu cái lô này là 50.000 một cây ha. Đây mình quay đây. 50.000 một cây mà mình bán nguyên lô này 500.000, mình khuyến mãi thêm một cây ha là 11 cây. 11 cây là em bán 500.000 ha, em không bao phí ship. Phí ship người mua trả ha. Đầu mình giới thiệu từ cây thứ nhất ha. Cây thứ nhất là cây hoàng lan. Đây mặt hoa hoàng lan đây ha. Cây hoàng lan đây. Rồi cây thứ hai là cây vô danh. Mặt hoa vô danh đây ha. Rồi cây thứ ba là cây hương hạ ha. Hoa hương hạ. Rồi cây thứ tư là cây kim phát ha. Kim phát. Rồi, cây thứ năm là cây lạc long quân. Rồi, cây thứ sáu là ghép hai giống nha. Đây, vàng thơm và anthracin. Hai mặt hoa luôn. Cây hai hoa. Rồi, cây thứ bảy là cây long thành nha. Hoa long thành. Cây thứ 8 là cây Nguyệt Tâm Ba ha. Nguyệt Tâm Ba này có hương thơm ha. Hoa tím có hương thơm. Rồi cây thứ 9 là Vinh Hoa ha. Hoa Vinh Hoa, mặt hoa Vinh Hoa. Vinh Hoa. Cây thứ 10 là Xuân Ý ha. Cây Xuân Ý. Bông màu vàng cam. Cây Xuân Ý. Cây 11 đây. Cây 11 là cây Thu Thủy 2 ha. Rồi mình quay cái lô này là 11 cây, là 11 màu hoa khác nhau. Mình bán 500.000 thôi ha. Chào các cô chú mấy anh chị nha.